em muốn anh đưa em ngoài. Hãy đến đây tạm chung một lời, ngày sẽ xa vắng vẫn yêu người thôi. Vừa qua thì quý vị khán giả cũng đã thưởng thức là một tình khúc nhạc ngoại lời Việt, một sáng tác của nhạc sĩ Hà Dũng, ca khúc Vũ Điệu Hoang Dã với bốn anh em siêu nhân Siêu Nhân Gao Màu, Siêu Nhân Gao Màu Trắng, Siêu Nhân Gao Màu Đen và Siêu Nhân Gao Màu Đỏ. Rồi à, mình vậy rồi, kính thưa quý vị, thì vừa qua ca khúc Lót Nền là một ca khúc nhạc ngoại lời Việt sáng tác của nhạc sĩ Hà Dũng đã khép lại vòng loại này, và mong sáu người mình hãy tham gia tham dự như tập tấm lá vé phục vụ còn sót lại để bên trên chúng em chuẩn bị quay lòng cầu mở thưởng, không để chúng anh chờ đợi lâu mà không thể. Yeah, vâng, và bây giờ chúng ta có lấy trên tay tập trung sang bắt đầu do số. Xuống đi ra, xuống đi ra, con xuống đi đi. Xin mời cứ cách tôi chỉ cần này chờ lại đây, chờ lại cho em. Thì xuống xuống là không biết không được đi ra. Mấy người ra, mấy người là con xuống đi đi. Mấy người đi, mấy người là con xuống đi đi. Xuống đi ra, đi đi qua, rồi chân đi trong. Thì má ta áo, nước ta lên nàng cho con chuột. Chân nào dành đi cô, bắt đầu em chưa lúc tôi xuống đi ra, xuống đi đi. Xuống đi ra, mấy người là con xuống đi đi. Năm mươi tư, 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 nă
vòng loại này chủ nhân may mắn đấu giải là con số 3. Và xin mời vị Bình Phan đến giờ số 5 vé tránh trường hợp kinh sầu nghe nhạc cùng em giờ số tiếp. Dạ chào anh. Xin mời người đẹp. Tiếp theo vẫn là 20.000 đồng cho một lá vé rồi, thưa quý vị. Anh sẽ cồn khử khuẩn giúp em đó nha. Ừ. Rồi con, đừng có tắm người ta bà nội. Xịt thôi cơm, xịt tay thôi. Được rồi. Tắt. Dạ rồi. Dạ, các thưa quý vị, vòng loại 090. 090, đúng rồi. Dạ, con số độc giả là con số 3. Số 3 vừa kêu ra có 1. Dạ, 16. 16 có 2. Dạ, 20. 20 có 3. 58. 58 có 4. Dạ rồi, hợp lệ hàng ngang tấm lá vé và 4 con cờ. Số 3, 16, 20 và 58. Và xin mời chị Vi Phụng trao cho anh phần thưởng, đó chính là một con Odyssey 1 triệu đồng. Một voucher trị giá 1 triệu đồng từ Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức. Và bên cạnh đó tặng cho anh một chú gấu bông làm quà lưu niệm luôn nha. Rồi, cảm ơn anh trai rất là nhiều.